从前曾踏着博彩照相，公园里共你比赛攀树上，还有什么歌都乱唱。这夜如可闭上眼睛，再共我回忆中约定，心里就有感应。即使走过几趟远路，如何都睁不开岁月摆布。这刻收一收脚步，为对方拍拍满身的尘土。好想知你可会快乐，还是终躲不开生活煎熬。只想你仍安好。Chính vì tôi có phong độ mới bị các người thừa cơ cướp được. Nam Như đại trượng phu, ông có quyền công kích tôi, nhưng mà không được sỉ nhục phụ nữ. Tôi sỉ nhục cổ đó có vấn đề sao? Ai nấy đều biết châu báu minh thạch của tôi làm ăn chân chính mà. Còn Hồng Bách Thao này là một thương nhân thật thà. Tôi thật sự không hy vọng chung chạ với những hãng vàng lai lịch không rõ ràng. Nhân đây chúng tôi rất cảm ơn ông Đinh Vinh Bang của tập đoàn Đỉnh Phong. Lúc nãy còn có thấy không, khi ba đòi mua toàn bộ số nữ trang, nét mặt của tên Hồng Bách Thao y như cụ ấu vậy, đen như mực. Ba, thật ra làm từ thiện thì có gì đâu, cần gì đấu đá. Hắn có chuyện của hắn, mình có chuyện của mình. Ba, nóng giận quá hại thân lắm. Con không thể nói vậy, hắn ăn hiếp con của ba, giá nào ba cũng phải liều với hắn. Nè, con có biết không, lão xài ngưỡng mộ ba, không phải vì ba giàu, mà là ba có đứa con chia sẻ với ba, vui vẻ với ba, uống trà với ba. Vậy cũng đúng, tình thân quan trọng nhất. Nhưng mà đáng tiếc lão xài gặp xui xẻo, về già còn không yên thân. Không sao hả? Không đủ ăn hả? Sao thiểu não quá vậy? Từ tỉnh cũng vậy thôi, mà thiểu não cũng vậy thôi. Lão xài à, tôi có mang chút vật dụng cần thiết đến, còn có tạp chí để chú viết thời gian. Cảm ơn nghe. Lão xài, xin lỗi nghe, tôi không thể giúp chú. Điên quá đi, đâu có liên quan tới anh. Cha con anh là người có nghĩa khí, tại bản thân tôi già mà không có khôn, không chịu lựa chọn kỹ, thua cái thằng cảnh sát đó. Mới thăm lão xài à? Phải. Người ta ảnh xui xẻo, nhận cả sách lịch, bị cột hai chân. Có người tiều tụy hơn trước. Thằng tay trong hại ảnh như vậy, không lý nào tôi không làm chút gì đó. Xương gà, hay là rút lui đi. Hả? Bây giờ rút lui cũng còn đủ tiền để mà dưỡng già. Tôi không muốn chú giống như lão xài thua trận cuối. Nè, anh thì đủ tiền dưỡng già, còn đám con của anh thì sao? Bây giờ không như trước nữa. Bây giờ anh cầm cọc tiền có thể kinh doanh nhà, kinh doanh cổ phiếu đến cuối đời. Bây giờ cho anh có bạc tỷ thì sao? Nếu thị trường suy sụp không chừng mất trắng. Bây giờ có cơ hội tại sao không chịu? Thôi, mình hợp tác kiếm tiền thêm mấy năm đi, coi như kiếm thêm một chút cho đám con của anh. Anh cũng muốn con anh ăn no mặc ấm mà. Nè, nhớ năm xưa ba anh em chúng ta đã thề sẽ ở nhà cao kiếm tiền lớn. Bây giờ lão xài thua rồi, chúng ta làm luôn phận của ảnh. Số tiền ảnh không kiếm được chúng ta kiếm giùm. Ảnh không trả được thù chúng ta trả thù giùm ảnh. Làm gì cũng được, đợi vụ này bớt căng một chút rồi tính đi. Cũng phải, cẩn thận dù sao cũng tốt hơn. Chuyện này tôi biết rồi.
những quy định mới này sẽ chính thức thực thi trong tháng sau. Hy vọng trước khi mọi người chấp hành phải học thuộc các điều lệ trong đó, bảo đảm không sai sót. Điều lệ mới nào cũng dài dòng như dòng sông Sen, thiệt tình khó nhớ. Nếu mọi người có thắc mắc gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô Trình. Không có gì. Cha, quan niệm thời gian của luật sư Trình quả là tuyệt vời vô cùng. Nó đúng 5 giờ lập tức kết thúc liền, hay lắm. Bớt nói nhảm một chút đi, ráng động não một chút, tự động trí nhớ cũng sẽ tốt hơn. Chà, hay thiệt nha. Anh Khang bị cổ mốc rồi. Gì? Mời người ta sao? Sao nói nhiều quá vậy? Hình như là cổ hơi châm biếm anh đó anh Khang. Thì đó. Diễn tiến của loại kịch Trình này gọi là quan gia vui vẻ thôi. Ê khoan đã, chưa chắc quan gia phải là vui nha. Loại không vui vẻ là gọi là kẻ thù đó, hiểu chưa? Luật sư Trình. Sao hả? Ấm ức à? Đâu có, lẽ nào lại ấm ức chứ. À phải, con người của tôi không có thích thù dai, cho nên những gì lúc nãy cô móc tôi quên hết trơn rồi. À phải, cô cho tôi hỏi cái vụ ông nội kiện bà nội đánh cháu là do luật sư nào phụ trách vậy? Tôi chứ ai. Thật sao? Có vấn đề gì không? Ờ không có gì. Anh làm gì vậy? À xin lỗi nghe, tôi quên nói với cô là xe của tôi bị hư rồi, cho nên muốn quá giang xe cô đến ga tàu điện ngầm gần đây thôi. Làm ơn đi mà. Mời ngồi. Chị tới nhà ga tôi nha. Nè nè nè, tấp vô bên này, làm ơn. Đó, chỗ quầy hàng đằng trước đó. Bà Lâm. À, chào sếp. À, xin lỗi nghe, tôi nhắc bác thêm lần nữa, sáng sớm ngày mai ra tòa làm chứng, nhớ đúng giờ đó, biết chưa? Ok. À. Chú cảnh sát ơi, chú cảnh sát. Ừ, cái gì? Đừng bắt nội của con mà, tại con không ngoan, tại con ham chơi, làm cho bà nội đánh con thôi mà. Bà cũng tại thương đứa cháu thôi. Tôi có khuyên bà đừng có đánh dữ quá, bất công làm nó đau. Nào ngờ bây giờ gây lớn chuyện vậy. Nào là bắt nè, nào là bỏ tù, ngày mai còn phải ra tòa. Tôi hiểu rồi. Bà đã 70 tuổi rồi, không lẽ còn bắt bà ở tù sao? Nè, em bé, em phải biết, anh chỉ là một cảnh sát thôi. Cảnh sát thì làm việc dĩ nhiên phải chấp hành chứ, phải không? Thực ra con cũng muốn giúp bác lắm. Cố gắng giùm đi ha. Nhưng mà con cũng không phải quan tòa, đành chịu thôi. Thôi đừng khóc nữa, xin lỗi nghe. À. Xin lỗi nghe. Con đi đâu nữa? À, dĩ nhiên là muốn về nhà. Có ai có nhà mà không muốn về chứ. À, tôi càng nghĩ còn thấy lạ nữa. Dạy con cháu thôi lại bị nói ngược đãi trẻ em, giống như tôi và cô lúc còn nhỏ vậy. Có ai mà không nếm thử món rơ mây hầm chân giò chứ. Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy mãi, nay mai đám trẻ sẽ đi tìm cha mẹ của chúng, cả thế giới đều phải đến trại cải quấn, trại giam khiếu nại. Nếu gia đình anh bất hạnh như vậy thì tôi cũng thông cảm cho anh. Chỉ thông cảm thôi hả? Hay là cho anh đi gặp nhân viên phúc lợi, còn không á thì tìm một người giúp anh tổ chức buổi phụ đạo tâm lý. Chứng minh hành vi của anh không hề đe dọa xã hội, đâu có ai dám bắt anh bỏ tù đâu. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Người ta nói người đẹp thì thiếu suy nghĩ, tôi dám chắc câu nói đó sai rồi. À mà nói thiệt nha, đúng là có người khen tôi vừa đẹp trai vừa có đầu óc. Không tin hả? Nói thiệt á, không chỉ có một lần đâu, ít nhất cũng cả 100 lần rồi. À, cuối cùng cũng quyết định ngừng xe lại để ngồi trong xe mà trò chuyện với tôi, phải không? Phải không? Đến rồi. Chưa, còn lâu lắm á. Đến nhà ga rồi. Cô không cảm thấy hộ tống một chàng đẹp trai về nhà là một vinh dự? Xuống xe. Nè, nhanh miệng quá, nói xuống sai chữ xe. Tôi không. Bye bye. Bye bye. Luật sư Trình, hello. Tôi thấy anh không thích hợp làm cảnh sát cho lắm. À, tôi biết rồi. Chắc là giống các công tử đào hoa hay là thân sĩ của xã hội thượng lưu mới đúng, phải không? Lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình, giống đòi nợ hơn. Nghĩ kỹ cũng thấy giống rồi nghe. Thật ra nói thiệt chứ, cô có nghĩ kiếp trước chúng ta còn chút quan kiếp gì mà kiếp này cứ gặp mặt tối ngày vậy? Từ
tôi bận lắm, tôi còn nhiều việc phải làm. Sao? Thì tôi sẽ tự mình đón tàu điện về nhà. Anh nè, anh có một tin mừng. Cô chịu đi với tôi. Sở luật chính đồng ý hủy bỏ cáo buộc bà lão. Hôm nay bà ấy sẽ có thể về nhà đoàn tụ với gia đình rồi. Hay nha. Tôi không như anh lúc nào cũng lo những chuyện vô bổ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi. Tôi không có làm gì hết. Vậy thì không hẳn nha. Nếu hôm đó tôi không có quá gian xe của cô thì... Nè, đi uống nước đi. Tôi mời. Không cần nhìn nữa. Tới giờ tan sở rồi. Tôi không muốn uống ly nước của anh phải khen anh đẹp trai. Tôi tự trả ly của mình được rồi. Những chuyện sự thật lúc nào cũng nằm ở cửa miệng, nhiều khi nghe hoài chắc sẽ chán. Nói chuyện khác đi. Ê! Tức là nhận lời. Sếp Chung, bên này nè. Chào. Xin mời. Hôm nay sếp muốn uống gì? Ice Pop. Dạ. Nè, kêu một ly đi, ngon lắm á. Cho tôi ly cà phê đá, cảm ơn. Dạ được. Không biết có phải những người học luật thường có tính cứng đầu không ta? Sai. Bởi vì tôi cảm thấy ý kiến của anh không đáng tham khảo. Con người của tôi thì hoàn toàn trái ngược. Tôi rất cởi mở và thích đón nhận ý kiến của người khác, nhất là những người có chuyên môn. Có như con người anh cũng có chút lý thú đó. Ít ra cũng chịu làm chút việc giùm hai ông cháu đó. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu ha. Tôi đã làm cái gì khiến cho cô cảm thấy tôi hung dữ độc ác lắm hay sao vậy? Luôn có thành kiến với tôi vậy? Đời tư của anh không liên quan đến tôi đâu. Ai stop? Sếp Chung đã tìm được sếp may quá. Cô đến đây làm gì? Không phải, xin lỗi nha. Lần này tôi đến để nói tiếng xin lỗi sếp. Lần trước là tôi hiểu lầm sếp. Sau này tôi mới hiểu mọi chuyện, là tôi biết thì ra là đồng nghiệp của sếp lấy danh thiếp của sếp ra tung hoành. Bỏ đi. Tôi luôn biết rõ bản thân tôi làm gì. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ cô hiểu rõ tôi. Thành thật xin lỗi nha. Lần trước tôi tát anh một cái. Không sao. Nghĩ tình cô lo cho em cô thôi. Nếu không tôi kiện cô đánh cảnh sát. Hả? Để chơi thôi. Sếp bỏ qua giùm nha. Xin lỗi sếp. Không phiền hai người nữa. Ok. Ráng canh chừng em cô nha. Được rồi. Đó. Xin lỗi nha. Bye bye. Nhìn kỹ của chị cũng xinh lắm chứ. Vậy chưa thấy người đẹp uống cà phê hả? Hả? Tôi nghĩ đích thực vào trước tôi có hiểu lầm anh. Nhưng mà màn kịch ở canteen cũng đặc sắc thiệt hả? Hôm đó cô ở đó hả? Như tôi cảm thấy anh không cần thiết phải hứng chịu thay đồng nghiệp của anh. Anh từ chối quyền tự biện hộ, kẻ thiệt thòi chính là anh. Nghe cũng không thể nói như vậy. Tôi tin có sự tồn tại của công lý. Sự thật nhất định phơi bày sáng tỏ. Nếu không tôi làm cảnh sát làm gì? Cô làm luật sư làm gì? Ok. Nè, bây giờ cô đã bắt đầu tìm hiểu một phần đời tư của tôi rồi đó. Luật sư Trình, có phải đã đến lúc cô nên bắt đầu cho tôi tìm hiểu đời tư của cô không? Thứ nhất, đừng gọi tôi là luật sư nữa. Gọi tôi là Rasen được rồi. Không thành vấn đề. Thứ hai, đời tư của tôi không liên quan đến anh, cho nên miễn bàn. Miễn bàn. Ok. Nè, những ngày thường cô thích leo núi, bơi lội, đánh mặt trượt hay là chơi tennis vậy? Hả? Anh đánh golf anh biết không? Nói đến chuyện đánh golf đó hả? Từ khi tôi đánh với Tiger World đến nay cũng lâu rồi, không có cầm gậy lại. Chà, lợi hại vậy sao? Nè, sao hả, bà tìm được chưa? Tờ nào đầu, tờ nào cuối? Đang tìm nè, ông chợ lát đi. Lam, hay quá, qua phụ đi con. Nè, phụ cái gì đi? Quyển tiểu thuyết 100.000 chữ của bà vừa mới viết xong thôi, luồng gió thổi tới, tất cả đảo lộn. Ông không chịu đánh số, làm sao mà tìm được đây? Không phải chứ, không đánh số trang à? Ảnh hưởng thì hứng lắm. Nè, bây giờ tính sao đây? Chưa tìm được tờ đầu tờ cuối hả? Lúc nãy tôi đã xếp giùm ông rồi, ông lại bới tung lên hết trơn. Trời ơi, tôi tìm phụ bà còn trách tôi bới tung hết trơn. Cái ông này. Thôi đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Mỗi người cầm một sấp chia đều ra, chiếu theo câu đánh lại số là được rồi. Hay lắm, hay lắm. Con mau phụ má đi.
Con có hẹn rồi. Mà phải đợi đến trễ có sao đâu nè. Mau phụ một tay đi. Cứu quả. Con đã kêu ba học vi tính rồi. Và nếu không thì đâu có rườm ra vậy. Cũng được lắm. Nè anh Khai ơi, gì? Tự nhiên sao bắt chước người ta đánh gôn vậy? Đây là trò tiêu khiển của dân nhà giàu mà. Thể thao không có phân biệt giàu nghèo. Đó không lẽ giống như thứ ăn chơi này sao tối ngày đến quán bar tán gái. Rèn luyện bản thân quan trọng nhất. Cô nhóc, con qua lang thang đâu? Đừng giỡn nữa, buồn ngủ muốn chết. Nói, để đâu, nói đi. Anh Khang, trên trời á. Em ơi, xin lỗi. Sếp à, đã nói trò này là thứ vui của dân nhà giàu rồi. Phim ảnh cũng có chiếu mà. Đám giàu có gì đánh gôn gì gọi điện thoại kêu sát thủ đó. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Nhiều chuyện. Ôi, xin lỗi, vô ý thôi ha, vô ý. Cô làm gì? Xin lỗi, nghe nó không có ý đâu. Giận gì? Gửi thư luật sư kiện đi. Nói gì vậy? Các anh là nhân viên cảnh sát, nên nghiêm chỉnh chút đi. Phải chịu trách nhiệm như những gì đã nói đó là. Ông Đinh, chúng tôi là nhân viên cảnh sát thì nhất định là phải chịu trách nhiệm những gì đã làm. Nhưng mà các ông là thường dân cũng nên y như vậy. Tôi nói cho ông biết, không phải lần nào cũng may mắn đâu. Phải rồi, để ông già ra ngoài không có được thương hại đâu. Ông nói gì vậy? Nè, đủ rồi nha. Không được là bậy. Tôi có thể kiện ông đánh cảnh sát. Tôi đi rửa mặt cái đó. Xin lỗi nha. Ê, nhìn gì nhìn? Nó làm gì? Mắc mớ gì anh? Đi chỗ khác đi. Tôi báo cảnh sát. Ê, có người kìa, rút đi. Nè, làm gì? Đưa lên. Ê, tụi mày rút đi. Có sao? Đứng lại. Đứng lại. Nhanh lên. Cẩn thận. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, có người tấn công anh kia. Liên quan gì đó đâu? Rõ ràng ông muốn giúp chúng bỏ trốn mà. Cảm thấy bất bình, ra tay giúp đỡ đó hả? Ông dũng cảm vậy sao? Chính vì tôi không có dũng cảm cho nên mới bị thương vậy nè. Ông đừng có giả bộ nữa, tôi cũng có ở đó mà. Rõ ràng tôi thấy ông làm căng với sếp của tôi. Ông mà giúp ảnh sao? Không đập thêm vài cái là may mắn lắm rồi. Nè madam à, hình như là vì sếp mà của cô gì đó có thành kiến với tôi lắm thôi. Vậy phiền ông giải thích tại sao đúng lúc khi xảy ra vụ việc ông lại có mặt ở sân gôn với nạn nhân chứ? Tôi đã nói rồi, tôi có hẹn với bạn tôi, tức là nhân chứng mục kích cô Trình Thiên Lam đó. Ông nói đùa sao? Ông hẹn với cổ, có là luật sư kiện ông mà. Ông và cổ có quan hệ gì chứ? Tôi nghĩ có thể gọi là bạn trai bạn gái. Luật sư Trình là bạn gái của ông hả? Vậy Kelly là người ở của tôi sao? Ông phóng đại hơn nữa đi. Sếp, tôi là nhân chứng và cũng là người bị hại trong vụ án. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một công dân ngăn cản vụ án xảy ra. Tại sao các người không khen tôi một câu? Trái lại còn coi tôi như tội phạm. Không lẽ đó là cách thức duy trì quan hệ cảnh nhân của các người à? Quan hệ cảnh nhân gì chứ? Tôi chỉ biết quan hệ cảnh cướp thôi. Tôi thấy thực tế ông đã ôm hận trong lòng. Ông căm tức sếp của tôi ra tòa buộc tội ông. Ông bày vẽ nhiều trò, gọi điện thoại cho người ta trả thù thôi. Anh đang nói cẩn thận nha, tôi có thể kiện anh đó. Cái gì? Nè, xin lỗi nha ông Đinh. Thật ra chúng tôi chỉ muốn biết đầu đuôi thế nào thôi. Phiền ông kể lại từ đầu chí cuối quá trình vụ việc một lần nữa đi. Phải, tôi đã hẹn ảnh, thời gian và địa điểm đều do tôi chọn. Cái gì tuyệt đối không có lý do nghi ngờ mấy tên lưu manh đó là do ảnh sắp đặt. Huống hồ chính mắt tôi đã trông thấy ảnh vì cứu sếp chung, bản thân ảnh cũng đã bị thương. Thôi được rồi, nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì thì phiền cô ký tên vào đây. Vào đi. Anh Khang, cảm ơn cô luật sư Trình. Cô biết rõ hắn là hạng người gì, nhưng sao còn quan hệ với hắn?
tòa đã xử ảnh vô tội. Lời nói vừa rồi của anh hình như là không có căn cứ. Hai người quen nhau nào vậy? Có phải đã quen trước khi xử án không? Nếu đúng như vậy thì khi xét xử tại sao cô không trình bày rõ ràng? Phải, trước khi xử vụ này tôi có quen ảnh, chẳng qua là quen biết chứ hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt gì. Cho nên anh không thể vô cớ nghi ngờ tôi có ý thiên vị. Tôi là công tứ viên, tôi có nguyên tắc của tôi. Hơn nữa vụ này thua không phải do tôi không chuyên nghiệp, mà là do nhân chứng quan trọng như anh rút lại lời khai của anh. Tôi hy vọng anh có thể xem xét lại. Khi muốn phê bình ai, anh nên dùng nhận xét khách quan để làm căn cứ. Đừng để thành kiến chủ quan ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Phải, cô là luật sư còn tôi thì không có. Tôi ứng xử không dở bằng cô, nhưng mà thời gian có thể chứng minh tôi tuyệt đối không có thành kiến với cô. Nếu cô hoàn toàn phủ quyết những gì mà tôi đã nói, cô nói với tên Hội Đinh đã không làm gì hết, thì người chủ quan có thành kiến là cô. Nếu đôi bên có khác biệt về cách nhìn sự việc và người như vậy, không thể trao đổi thì không cần tiếp tục tranh cãi nữa. Lời khai của luật sư Trình và Đinh Thiện Bổn rất là chính đáng. Đích thực không có nghi vấn hợp lý để nghi ngờ Đinh Thiện Bổn. Sư huynh à, dạo trước tôi có chút ân oán riêng tư với tên này. Đó là động cơ hắn kêu người đánh tôi. Chứng cứ đâu? Chúng ta làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, kẻ có thù hằn với mình xếp hàng từ Hồng Kông đến Cửu Long cũng còn không có đủ chỗ. Chỉ dựa vào động cơ để suy luận á, tên lưu manh nào cũng bị hiềm nghi. Không lẽ lôi hết về đây để tra hỏi sao? Sư huynh à, luôn có anh cũng không tin tôi. Tôi tin chú bởi vì tôi quen biết chú. Nhưng bây giờ muốn quan tòa tin chú thì chú phải đưa ra bằng chứng. Lần sau sẽ không may mắn nữa đâu. Sếp Chung à, có lẽ tôi không nên cứu anh. Nếu như tôi không cứu anh thì tôi bớt được nhiều phiền phức lắm. Những gì ông vừa nói á, vụ con gái thì được, chứ nói với tôi không ích lợi gì đâu. Sếp Chung, có thể là do anh làm cảnh sát thường xuyên gặp kẻ xấu. Nếu anh tin là trên đời này còn nhiều người tốt, anh sẽ thấy vui hơn. À, ông khéo nói quá vậy. Là bạn gái của ông thì sướng ha. Luôn nghe những lời nói đường mật của ông. Điên. Có cần nói chuyện với anh ta không? Anh nghĩ có cần làm gì không? Anh nghĩ nếu em không muốn chú thêm nhiều phiền phức, em không ngồi xe anh cũng không ngại. Sao lại không ngồi? Trừ khi trên xe của anh có hàng gian. Anh không có dám bảo đảm đâu à. Nếu em không sợ, thử liệu dán đi. Vậy thôi được. Chừng nào về nhắn ảnh gọi cho ông Đinh. Anh Sư đi nước ngoài chứ về. Bắt trước người ta lẫn trốn, chắc là không dám gặp tôi. Hắn muốn đánh cảnh sát đi, sao lại đánh luôn thằng Bổn? Cũng may thằng Bổn không có gì thôi. Nếu không á, tôi nhất định sống chết với hắn. Anh Hai, thật ra trong chuyện này cũng không thể trách anh Sương. Nói thiệt đâu ai ngờ thằng Bổn lại đúng lúc có mặt ở sân gôn đó chứ. Đám lưu manh thì không biết mặt nó, lấy nào cố tình đánh nó. Mày tóm lại chịu đòn oan ức, đằng này bị người ta kiện, đằng kia bị người ta đánh. Còn một chuyện không ngờ tới nữa, sao thằng Bổn lại giao du với cô công tố viên đó chứ? Đúng vậy, vụ xử coi như đã kết thúc rồi, nhưng mình tự biết thân phận của mình. Dù sao mình cũng buôn hàng gian, người ta làm luật sư, hơi kỵ một chút. Ê, được rồi, yên tâm đi. Thằng Bổn hành xử cần nhắc lắm, chuyện công chuyện tư phân rất rõ ràng. Em chỉ nói vậy thôi, quan trọng là anh yên tâm. Trời ơi, chạy vô coi. Đau quá chú bà ơi, trời ơi. Ủa, làm gì vậy? Thua rồi hả? Thua gì, hôm nay con cố tình nhường chú đó buông ra. Nè, đi. Con đừng nói chữ nhường không. Nghe đồn chưa bao giờ con đánh thắng chú à. Thì hôm nay chú nể mặt con chút xíu đi được không? Nè, nói gì nói chứ, đứa nào dám cả gan đánh luôn cả sếp Chung vậy. Mở cửa đi được không? Đau lắm rồi.
Nè, qua đây. Thiếp, ngồi xuống đi. Đừng nói nhiều nữa, ngồi xuống. Con vẫn có thể quật được mấy con à. Đâu để thím coi. Ôi, thôi. Trời ơi, trật gân rồi nè. Sưng lên rồi nè. Để thím mai dạy mũi cho con nha. Chà, cái kim này vừa lắm đó. Thiếp, khỏi đi ha. Khỏi, không cần đường men đâu ha. Để thím hỏi sư phụ cái đã. Nè, con nghiêm túc mà nói với thím nghe. Thím, chuyện của con chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền sư phụ. Nè, đó là dân quán ngàn năm của chúng ta mà. Không phải. Tức là con không tin tay nghề của thím phải không? Không phải. Con vừa mới chích mũi thuốc kháng viêm. Nè, trung y tây y trộn lẫn nhau không được. Chết con rồi, để tây y chích thuốc thì được, để thím chích thì không được. Kệ ông đi, để thím bóp thuốc rượu cho con nha. Nè, thôi, con không chịu nổi cái mùi đó đâu, làm ơn đi mà. Nè, suy cho cùng con cũng khinh thường văn hóa Trung Hoa mấy ngàn năm của chúng ta có phải không? Không phải, con không hề có ý đó. Nè, thím dán cái búa tạ lên đầu con. Thôi, xin lỗi nha. Chú. Ừ. Đợi giùm con nha. Thôi được. Hey. Tức là về gia đình chúng ta rất là trọng tự do. Còn chuyện người đó có chịu chích thuốc hay không à, cũng phải có tự do của người đó, phải không vậy em con? Phải rồi. Chuyện gì cũng đòi tự do. Vậy lưu manh đánh cảnh sát cũng có thể nói là tự do vậy. Bà ăn nói ngang ngược quá trời. Nè, nhưng nói gì nói chứ. Hả? Cái tên này dám đánh luôn cả cảnh sát. Thật ra ai đánh con? Phải đó. Ở đó thì có những người người ta căm tức con buộc tội họ mua hàng gian mà. Hả? Tức là con muốn nói gã họ Đinh này làm hả? Ý, vậy hay à ngon. Gần đây tạp chí của chú có theo dõi câu chuyện vị đại ca này làm giàu sao? Có tin nóng bỏng gì tiết lộ chú biết đi. Nè, anh hai à, có phải gia đình họ buôn lậu ma túy không? Gì? Đứng trên lập trường của một người bình thường mà nói, giá nào anh cũng nói hắn là một người xấu. Ừ. Nhưng mà nếu đứng trên lập trường của một nhân viên cảnh sát mà nói, xin lỗi, không thể nói. Nhất là đứng trước với báo chí, không được nói lung tung. Nè, con nói gì á, cái gì mà đứng trước mặt với báo chí? Bên chú làm việc là chuyên nghiệp vô cùng, không phải hễ con nói ra cho đăng liền đâu. Ngừng lại ở tiệm đằng trước đi. Đây là khu cấm mà, không được đậu lâu quá. Đâu có trùng hợp vậy. Bánh phô mai của tiệm này ngon lắm á, em ra liền mà. Sao trùng hợp vậy? Ông à, ông có biết đây là khu cấm không được đậu xe hay không? Xin lỗi madam à. Ảnh bị kiếm thị, không nhìn thấy gì, cho cơ hội đi. Làm ơn bằng lái xe. Có phải chị em với nhau không thông cảm không? Luật sư Trình à, có lẽ chị cũng biết rõ, đứng trước pháp luật ai nấy đều bình đẳng, cho dù là cha mẹ, anh em đậu xe tôi cũng có trách nhiệm phạt cảnh cáo. Nếu ông có gì không hài lòng có thể đến khiếu nại tôi. Số hiệu của tôi là BC12986. Không có gì đâu, tôi hài lòng vô cùng. Cảm ơn cô. Phạt thiệt hả? Được thôi, dù sao cũng bị phạt rồi, vậy thì chúng tôi có thể đậu lâu hơn. Nếu chiếc xe này còn tiếp tục đậu ở đây nữa, tôi sẽ phạt thêm giấy thứ hai. Dựa theo điều lệ, đối với xe đậu trái phép, nếu tài xế vẫn ngồi trên xe thì sau khi nhận giấy phạt thứ nhất, ít nhất phải 5 phút sau cảnh sát mới có thể phạt tiếp giấy thứ hai. Vậy thì sao? Có nghĩa là xe của ông Đinh có thể đậu ở đây ít nhất là 5 phút nữa, vậy thì tôi có thể bình thản đi mua bánh phô mai. Chị có tin là tôi kêu xe đến kéo xe của chị đi không? Làm thử coi. Chị em của cô cũng ngộ nghĩnh thiệt. Thần dông lắm sao? Con người của em là vậy đó. Khi nó đang làm việc, người thân cũng không nể mặt. Giống em lắm. Không phải chứ. Em dí dỏm hơn bà. Nhưng mà nói đến dí dỏm, giá nào cũng không bằng ba. Anh có đọc truyện của Trình Tài Sơn không? Có, Trình Tài Sơn viết tiểu thuyết giả tưởng chứ gì. Cũng may là vẫn còn có người biết đến ba. Thì ra đó là ba của em sao? Ngay từ nhỏ anh đã thích đọc tiểu thuyết giả tưởng của bác ấy lắm rồi, thì không ngờ. Ủa, ba của em cũng dí dỏm lắm hả? Ba em là con nít già mà. Ngoài chuyện ba viết truyện, ba không còn biết gì nữa. Đừng có nói gì nha, đầu video ba cũng không biết bấm. Không phải chứ. Tuy ba viết tiểu thuyết giả tưởng, nhưng mà con người ba không có giả tưởng chút nào. Không giả tưởng thì sao? Ngoài việc ba thích nuôi con rùa, con cá, ba còn ra ngoài thu lượm không biết ở đâu những loại cây kỳ dị khác thường, ngồi một mình trao đổi với chúng. Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên không phải chào hỏi cả nhà mà là chào hỏi con rùa trước đó. Nếu như có dịp, chắc anh phải đến thăm ba em mới được. Chứ gì đã muốn ra mắt rồi. Phải, hình như hơi sớm ha. Còn má em thì hơi nhút nhát. Nếu đột nhiên dẫn người lạ về, sẽ làm má giật mình đó. Vậy thì để khi khác đi, đọc kỹ bói tướng, chọn được ngày mới ra mắt.
xung ra đường như vậy nguy hiểm lắm. Má thấy con từ xa rồi, má đứng ở trong lề nên con không nhìn thấy thôi. Xin lỗi nha, tôi không có. Dạ không sao không sao. Thì ra là bác gái đó hả? Bác không sao chứ? Tôi không sao. Người này là... Dạ con là Đinh Thiện Bổn. Cậu Đinh à, xin lỗi nha. Tôi là má của Thiên Lam đó. Dạ chào bác. Mời nhau chi bằng ngẫu nhiên, thôi lên nhà dùng bữa cơm đi ha. Má à, hả? Má mua đồ thức ăn làm sẵn, không lẽ mời người ta lên ăn những món này hay sao? Thật ra thì tối nay con có hẹn rồi, để khi khác đi bác. Vậy cũng được, để khi khác đi ha. Điện thoại sao nha. Cũng được, bye bye. Bye bye. Dạ chào bác kia. Bye bye. Chết rồi. Má quên mua muối rồi. Để con đi mua. Thôi khỏi đi, con lên nhà trước đi, má đi mua được rồi. Dạ. Cậu Đinh, xin lỗi nha, cậu có thể chở tôi qua ngã tư bên kia hay không? Tôi muốn mua muối đó. Dạ được, mời bác. Cảm ơn nha. Bác à, bác muốn đi đâu? Tới ngã tư phía trước cho tôi xuống là được rồi. Dạ được. Phải rồi cậu Đinh à, sao hôm nay cậu tan sở sớm vậy? Dạ hôm nay hơi sớm. Chiếu lý với công việc của Đỉnh Phong, kẻ trên người dưới bận rộn mới đúng chứ. Sao cậu tan sở sớm dữ vậy? Chúng con cũng có lúc bận lúc rảnh. Bác cũng bận rộn vậy, suốt ngày không rảnh nấu cơm ăn, phải ra ngoài mua thức ăn làm sẵn. Cậu đừng nhắc tới chuyện của tôi nữa. Sao vậy? Tôi nấu ăn dở lắm. Mới vừa rồi nè, làm khét cả nồi thịt luôn đó. Cậu cũng nghe con Lam nói móc tôi mà, trách tôi mua thức ăn làm sẵn. Cô nói đùa với bác thôi, hai mẹ con không nói sao cười được. Vậy cũng phải. Nhưng mà nói thật, thật tình là tôi nấu ăn dở lắm cậu ơi. Vậy nấu canh đi, nấu canh là dễ nhất. Bỏ hết nguyên liệu vào nồi, hầm khoảng 3 tiếng đồng hồ, không cần kỹ thuật gì hết. Bác có nấu món gà hầm tuyết nhĩ chưa? Món canh này bổ mà không có nóng, gia đình con thích uống lắm. Thì ra cậu thường nấu canh cho gia đình uống hả? Chà, vậy thì ấm cúng quá ha. Còn háo ăn thì đúng hơn. Con à, thật ra cậu thanh niên này không đến nỗi tệ đâu. Nè, thời buổi bây giờ đâu có cậu thanh niên nào chịu hầm nồi canh cho cha mẹ uống chứ. Mà còn lại là con giàu có nữa, bộ không biết sai người làm nấu hay sao? Tóm lại quả thật cậu ta được lắm đó. Người ta nói má cũng tin hay sao? Má tự má thấy người ta nấu à? Con không thể nói vậy được. Má của con không biết nhiều thì cũng biết chút ít. Hơn nữa chuyện nấu ăn này thật sự phải đích thân xuống bếp thì mới biết chỉ người ta được. Nè, cậu ta chỉ má nấu canh cải khô phổi heo nè, chân vịt xào bông cải nè, chừa hết đâu, chiên xào hấp nấu gì cậu ta cũng biết hết trơn. Nè, sao dạo trước bà nói gia đình người ta phức tạp lắm mà bây giờ vừa mới gặp người ta Đức Miếng đã nhiễu lòng thòng rồi. Ông à, anh hùng không cần biết xuất thân. Tóm lại cậu ta sống trong bùn nhơ mà không có nhiễm. Có lòng hiếu thảo cỡ đó hả, tệ cách mấy cũng có hạn. Lam Lam à, còn khéo chọn bạn thiệt đó. Thì con chỉ là bạn bình thường thôi. Thì đó, vụ sự vừa bắt đầu thôi, còn lâu lắm mới đến phần đọc lời kết. Bồi thẩm đoàn á, chưa gì đã vội phán đoán rồi. Có đúng không con? Trung Phúc, con chào cả nhà. Tập đoàn thế lực của má về rồi đó. Qua đây con. Chuyện gì vậy má? Cô không cảm thấy đó sẽ đứng về phía má? Mọi người đang nói gì? Đang nói có người làm việc lúc nào cũng rập khuôn, không biết cách uyển chuyển. Sao buổi giáo chĩa qua bên đó vậy? Cái này gọi là chí công vô tư đó. Pháp luật không bất chấp tình người mà đa mà. Nè, có mùi thuốc súng đó. Yên tâm đi, con thì biết cân nhắc lắm. Không giống như ai đó, coi trọng tình cảm quên mất lý trí. Chà, sao có bánh kem vậy? Nè, em lý trí như vậy, những loại bánh kem không có rõ lai lịch này em không ăn. Cái gì chứ, đang trực em cần lý trí, về đến nhà thì phải trọng tình thân chứ ha. Nè, hơn nữa, bánh kem này là do chị mua mà, càng ngon hơn, dù có độc cũng phải ăn hết, có đúng không ba? Cái điện của chị nè. Nè, bộ con này có ghi tên sao hả? Em không, trước em mà. Không ăn nè, được. Nè, đáng sợ chứ. Dơ ghế bây giờ. Nè, em dám hả? Nè, em dám hả? Nè, trời đi. Nè. Sao hả? Vẫn chưa muốn ngủ sao? Có tâm sự hả? Hai đứa nhỏ chưa chững chạc, bây giờ luôn cả đứa lớn không biết suy nghĩ. Ông muốn nói thằng Bổn sao? Ê, nhưng mà không có gì. Vậy thì ngủ sớm đi. Cái thằng Bổn này á, quen với cô cùng tố viên đó, còn là cô lần trước đã kiện nó nữa. Vậy thì sao chứ? Bà cũng biết á, mình làm nghề gì mà. Cũng như chú Thông đã nói, phải né tránh một chút chứ. Vậy thì trong chuyện này ông nên làm rõ thân thế của ông đi. Thật ra ông là cha hay là ông chủ đây? Bà muốn nói gì? Nè, nếu như ông là ông chủ thì thằng Bổn không phải chút nào, không biết suy nghĩ đến lợi ích của chủ mình. Nhưng nếu ông là cha thì ông cũng biết,
con lớn rồi, nó phải có quyền của nó. Chỉ cần nó thích là được, phải không? Ê chà, có tiến bộ rồi nghe. Sao hả? Dạo này siêng tập lắm hả? Không, dạo này con quen một người bạn chơi golf thôi. Vậy sao? Là con gái. Ba có quen không? Ba đã gặp rồi. Chính là cô công tố viên lần trước đã làm ba bị ú ớ tòa án đó. Cũng tốt. Ba còn dự định tìm cách tra hỏi. Không ngờ con tự động công khai ra. Ba đã biết rồi hả? Trên thế gian này có rất nhiều kẻ lẻo mép đó. Ba nghĩ sao? Ba nghĩ sao à? Đưa gậy cho tôi. Nè, nếu nói đến đánh gôn thì ít nhiều gì ba cũng có thể kiềm chế. Nhưng nói đến tình cảm trai gái con cũng không thể kiềm chế. Con khôn lớn rồi. Những chuyện này á, con phải tự giải quyết đi. Con hiểu không? Ba không ngại thật hả? Ba ngại chuyện gì chứ? Bỏ qua vụ của chú Sài đi. Những chuyện của chúng ta trước đây và nghề nghiệp của cổ hiện giờ hình như hơi xung khắc. Bấy lâu con cứ lo ba suy nghĩ làm sao thôi. Nói đến lo lắng, trái lại ba chỉ lo chuyện bởi vì ba làm ảnh hưởng đến hai con. Bổn à, tình cảm giống như là đánh gôn vậy. Tư thế phải chính xác, động tác phải tự nhiên. Có vậy khi đánh con sẽ đánh trúng mục tiêu ngay hả? Hai tháng gần đây có mấy ngày tốt cho để cưới hỏi, cho nên lượng khách cũng đông hơn. Lúc nãy bên đó đã gửi hàng mới qua rồi. Chủ yếu là sở thích của thanh niên và lớp trẻ. Hy vọng sẽ mở rộng thị trường hơn. Dạ phải, thanh niên bây giờ chỉ cần họ thích, chi tiêu cũng hào phóng. Anh Chiêu à, không phiền anh nữa. À, tôi đi làm việc. Cảm ơn anh. Sao có bộn? Có phải dạo này cảm thấy yêu đời không? Cái gì? Đừng giả bộ nghe nữa mà. Ba có biết không? Biết rồi. Ôi cha, chẳng khó vượt qua nhất cậu cũng vượt được à. Thành cái chiến thắng rồi không? Thì ra ba cởi mở lắm. Nhưng mà còn e ngại chút. Chuyện tình cảm phiền phức lắm. Nè, cậu đặt thì có cơ hội thua. Cậu không đặt, nhất định không có cơ hội thắng. Chào cô, mời cô tự nhiên. Chào, chào. Sao tình cờ vậy? Thì đó. Cô là cô Trình phải không? Tôi họ Kim. Hello. Tự nhiên chọn đi. Ở đây món nào cũng là hàng tốt à. Sao? Em muốn mua gì? Kỷ niệm ngày cưới của ba má. Tôi muốn mua món quà tặng cho họ. Hay lắm. My, làm ơn lấy kiểu này giùm tôi. Dạ ông Kim. Nè, món kiểu này đều không giống nhau. Họ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Em muốn tìm lời đặc biệt hơn. Có kỷ niệm là đặt trước đi. Đặt trước hả? Ừ. Em thích kiểu gì? Công ty của anh đều có thể làm được. À, phải à, nhất là dòng long phụng. Chúng tôi tạo hoa văn đẹp lắm. Quan nghênh cô đến đặt cọc. Nhiều món vậy sao? Ê cha, thơm thiệt nha. À, Tiểu Vũ à, con cũng có vài ngón ngày thiệt nha. Con cũng có phụ mà. Phải rồi, chị phụ được việc nữa kìa. Nè, đừng nói nhiều nữa, ăn đi. Ê, khoan đã. Khoan đã. Đây là món quà kỷ niệm ngày cưới của chị rùa và em rùa tặng cho ba rùa và má rùa đi nè. Cảm ơn. Ông coi thử đi coi là cái gì vậy? Mở ra biết liền. Ha, có khi nào là đồng hồ tình nhân hay không vậy? Không chừng là đôi lắc tình nhân đang được ưa chuộng nhất. Chà, là con rùa. Không phải là bồ câu sao? Ê, hey, là con rùa, vậy mà không nhận ra sao? Nè, giống y như con trai của tôi, thích thiệt nghe. Nó có tên đó, gọi là rùa tình yêu. À, ba mở cái này ra nè, có khung nè. Phải đó, ha. Ba có thích hay không? Ba thích cũng có nghĩa là bà thích. Vợ chồng ba chung một tấm lòng mà. Ông làm ơn đi, nhàm nhở quá. Ê, coi vậy mà con tôi có thành ý hơn nè, đang cao hứng ha. À, bây giờ Nè, coi chừng tăng huyết áp đó, không tự biết bản thân gì hết. Ê. Hôm nay vui mà uống một chút cũng được, con đi lấy. Cho con mượn đi ba. Chà, đúng là đặc biệt nha. Chị hai, đặt người ta làm hả? Phải đó. À, thì ra là tác phẩm của Đỉnh Phong. À, con quỷ thiệt nha. Mượn danh mua quà cho ba má. Thực chất là muốn gặp bạn trai thôi. Bạn trai gì chứ ba, bạn nam giới thôi.
Ê, theo bà thấy còn phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa, yêu thì yêu đi, còn nghĩ thì đâu còn là tình yêu nữa, giống như má con năm xưa vậy đó, mới gặp đã yêu, yêu ba tới tận tim tận phổi luôn vậy đó. Ông chưa uống đã sai rồi, ăn nói lùng tùng. Sai gì chứ, những chuyện đáng khen đáng mừng này nhất định phải nói cho lớp trẻ biết chứ. Nhớ năm xưa má của con bất chấp phản đối của gia đình nha, bỏ nhà đi theo ba, nhất định rồi lấy gã viết truyện này nè, phải nói là kinh thiên địa nhất quỷ thần. Thôi đủ rồi, ăn cơm đi, nói lùng tùng quá. Anh vẫn chưa nói đến điểm đến của hôm nay thật ra ở đâu. Em không biết anh chở em đi đâu, sao dám lên xe. Em có biết hàng năm có rất nhiều cô gái tự nhiên biến mất là vì lên nhầm xe không? Hóng gió lát mất tích luôn. Anh Tưởng, tới giờ anh Tưởng. Ngoan lắm. Nè, chào chị đi em. Chào chị. Nè, Tử Lô Phong, hai tuần qua có hư không? Dĩ nhiên là không rồi, ngày nào em cũng làm hết bài tập, mỗi bữa còn ăn 3 chén cơm. 3 chén cơm đừng có chừng thầm thì lũ luôn đó. Bức tranh của em nè. Trời, vẽ đẹp thiệt nha, vẽ đẹp vậy có thưởng đó. Quang hồ. Đừng chen lớn. Anh, tập vẽ của em hả? Dạ. Còn viết sáp nữa, từ nay ráng vẽ tranh đẹp cho mọi người nha. Anh vẽ đẹp quá vậy quá à, chúc em đâu ăn. Đừng lo, mấy đứa ai cũng có mà. Ủa, chị Cường đâu? Dạ. Nè, em nói muốn cao lên không, cho em sợi dây nè, ngày nào cũng nhảy nữa. Cảm ơn anh Bổn. Vâng hả. Sức khỏe của em không tốt, uống thêm mật ong đi. Em nhất định uống hết mà. Ngoan lắm, đi đánh cầu lông đi. Vâng hả. Anh thường đến đây lắm sao? Phải rồi, anh đỡ đầu cho mười mấy đứa nhỏ ở đây, cho nên hễ rảnh rỗi anh là đến đây thăm chúng. Em thấy anh thường với chúng nên em mới đoán ra đó. Tất cả chúng đều là cô nhi, ngoài việc chúng cần có người quyên góp còn rất cần có người quan tâm. Em cũng có một món quà. Em cũng có nữa. Phải rồi, sau này trời ơi chưa có đâu, tặng đỡ cái này trước đi. Cái gì vậy? Thì mở ra coi là biết. Để anh. Dễ thương. Phải rồi, tên nó là gà mỏ sắt, giống em lắm. Cái gì? Thì gà mỏ sắt giống em. Ý, gà mỏ sắt đến kìa. Chạy đi. Chạy đi. Mài khói xích xúc đi cờ, bù dường hỉ tay ấp đi bà. Vì tân khói sang hẳn trầu dầu kinh hỉ. Nhưng ông hên hên sa môn đi hên choi kim tin đâu hẳn mấy sân hai sang bay hoàn mâu lời phi la pha choi chi yêu phong cấp y quang yang quang y sân lần chi漫天翻地暗，但信风雨过后驱得散这漫云。天空满布裂痕，但见光线透入闪烁流金。而狂风即使翻满地，仍等一些好天气，风光始终都会明媚。迈开息速的脚步，扬起低泣的眼，未睁开双眼就有惊喜。阳光轻轻洒满地，云彩今天都很美。伸开双臂，云雾里飞，哪怕再次有风急雨狂，阳光于心里依然晴朗。